Hello, xin chào tất cả bà con nha. Em về hai máy tiện, một máy quay và máy nhật hết nha. Nay xuống máy xong nha, nên em đo thông số cho anh em xem nha. Một con khoai. Khoai này có tự động qua lại, lên xuống hình như là có, không biết có không, hình như có. Này có tự động quăng xuống nè. Bẻ gốc bẻ độ. Khoai Kawa Kami. Con này tướng cũng phải tầm 7 đến 8 nha. 2 tấn nha, 78. Cái trụ lớn. Này tâm cũng khá cao. Đang quay tiếp thật số nha. Con này thì LD S650 máy Nhật nha. Con này thì Waken Kiko 860 hậu rời tới thuận. Con này hai con này thì máy chưa xài Việt Nam nha. Này bãi thanh lý dài 1m7. Trọng tầm 650. Một cặp ba chú lực Kitagawa này, ba chú mềm nha, 109. Này qua bằng 400. Qua dao 220. Ngang bằng 300, 209 300. Rít me đẹp. Bàn được. Con này lỗ xem. Lỗ 54-55 luôn nha. 54. Lỗ 54. Ồ, nhầm còn len keng. Đẹp. Thằng có bố mà trái bố nè. Con này tiền ren. Các bước hai mét từ đây xuống nè. 1 hàng 2 hàng 3 hàng 4 hàng 5 hàng 6 hàng. Hai trái 40 50 60. 40 50 60. Còn bên này thì 120 thôi. Này hai trái giữa trung gian và hai máy trái thôi nha. Máy còn dư nè, dư máy trái nè, dư 2-3 trái. Có trái gì đó nha. Rồi. Con này thì số ABC dưới này nè. Có chân thắng. Ồ, rồi chân sai còn rất ok. Rồi, con này sang chai 30 nha. Còn bao giờ chai tính sao nha anh em. Cài mới xuống. Này thì côn số 3 nè. Rồi tiếp con Waken Kiko. Con này trong tầm 860. Dài 2m1, củ bì hết. Qua băng được 450. Qua dao 260. Mâm cặp thì 230, ba chỗ thuần thôi nha. Còn qua hầu nữa. Này tay thuần. Rồi trong sai còn ok. Qua hầu. Qua hầu 608. 304 là 608. Cái hầu vô tới đây nè. Hầu 108 nè. Tới đây nha. Băng này còn rất đẹp. Con nào cũng băng đẹp, bít me đẹp luôn nha. Chai cũng ok.
Con này thì con số 4. Tốc độ số này nha. Cái lỗ. Lỗ 52. Lỗ 52 có được mấy viên nhông? Để coi con này nhông sao nha. Nè, các bước hơi mét nè. Hơi mét tới đây thôi nè. Này bản gen hai bản. Bên này cũng có hơi mét, bên này hơi mét nè. À đây 30 60 nè. Cái trên 30 xuống dưới 60 nè. Rồi chạy các bước này nè. ABC 1 2 3 4 5 7 8 nè. 1 2 như rưỡi 25 như rưỡi. Như là 2 rưỡi, 2 ly, 3 ly đi bé lông. Mấy cái này mà bước rồi mét là tới 6 ly rưỡi rồi nè. Là không thích nhông à. 30 60. Còn bên này các bước hay lẻ. Như có hay mét luôn mà. Nó xài hai bước thôi. Rồi anh em có nhu cầu hai em này thì có gì alo nha. Còn mấy em thì em đang đưa ra kho sau nha. Hàn Quốc với cây Suwa với máy phay Kanto, máy Đài Loan đưa ra kho sau nha. Còn Đài Dung này 40 triệu anh em nào làm thì có gì alo nha. Đang đưa ra kho sau. À quên, cái con này đang sang tay là 45 triệu nha. Còn anh em nào dòm chạy tính sau nha anh em. Con này thì hàng bãi về hết nè, hàng bãi Thanh Lý chưa xài Việt Nam đó. Anh em có nhu cầu có gì luôn. Con này thì anh em nào xem thì em sổ luôn nha, trung tâm 1 mét nhưng mà giá rẻ luôn nha, hoạt động liền một pha ok, bán cho anh em trong sổ 15 triệu cho anh em nào bắt về xài nha. Hộp số đá thì một pha. Còn con thùng chốt 202 hành trình 206, con này 27 triệu, quay IC Quota nè. Con này bàn 1m81 nè, một đồng 1T nè, 3 pha 38, có tự động qua lại. Con này